giới giải trí Hàn Quốc hỗn loạn đến mức nào. Đây là hai người mẫu đang nổi ở Hàn. Để đón tiếp khách quý, tài phiệt chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là bọn họ sẽ đến. Sau khi ăn no rượu say, hai người mẫu xinh đẹp liền lên xe đi theo khách quý. Mà đây chỉ là một phần thủ đoạn của tài phiệt. Bà chủ quán karaoke cũng không phải là dạng vừa. Nhờ quan hệ thân mật với tài phiệt, trên tay bà ta có không ít tài nguyên. Thế nên việc làm ăn của quán Seo Jun vẫn luôn rất tốt. Hôm nay chị ấy hóng được từ công ty quản lý có một nữ diễn viên gây chuyện. Cô gái là người mới tên là Ji Eun, vì không đồng ý quay cảnh nóng, bị công ty lấy lý do là vi phạm hợp đồng, yêu cầu Seo Jun phải trả khoản bồi thường lên đến 2 tỷ won cho một lần, nhưng một người mới như cô thì lấy đâu ra tiền. Ji Eun đành khóc lóc cầu xin ông chủ tha cho mình, nhưng ông chủ không hề lung lay, thậm chí còn bảo cô đi vay mà trả nợ, nếu không thì sẽ không cho cô rời đi. Seo Jun biết được việc này liền đến tìm công ty quản lý, sau đó giúp Ji Eun trả sạch số nợ. Cô gái ngây thơ cho rằng mình gặp được người tốt, mà không biết bản thân từ một cái hố rơi vào một cái hố khác. Người làm ăn không bao giờ chịu kinh doanh không có lãi. Seo Jun bảo Ji Eun đến quán karaoke của mình làm việc, tiền cô nợ mình thì cứ từ từ trả. Nhìn bà chủ thân thiện trước mặt, Ji Eun vui mừng khôn xiết. Cô không nghĩ ngợi gì lập tức ký hợp đồng. Lúc này một người phụ nữ hơi say đi đến, chào hỏi chị Seo Jun. Ji Eun nhìn lại, không ngờ đối phương lại là bạn thân hồi đại học của mình. Min Sa lập tức kéo Ji Eun đến phòng cách vách. Hai người sau khi tốt nghiệp đều mơ ước trở thành minh tinh. Những việc Min Sa gặp phải cũng giống hết với Ji Eun. Cô ấy biết nơi này vào thì dễ, nhưng muốn đi ra nguyên vẹn thì không có khả năng. Ji Eun vẫn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, mà hợp đồng thì cũng ký rồi. Min Sa đành sắp xếp Ji Eun ở cùng với mình. Là một nhân vật đầu bảng của quán karaoke này, Seo Jun cũng không muốn đắc tội cây dụng tiền này. Dù sao cũng có rất nhiều khách đến vì Min Sa. Người có nguyên tắc như cô kiên quyết bán nghệ chứ không bán thân. Điều này vô hình chung cũng làm Min Sa đắc tội với rất nhiều anh cả có tiền. Người đàn ông này biến thái đến mức nào? Vì không có được em gái mình thích, liền gọi cô gái khác ở quán karaoke đến làm trò ngay trước mặt cô ấy. Sau đó cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn ta liền đưa cô gái vào nhà vệ sinh cùng nhún nhảy. Với những người có tiền thế này, quản lý đương nhiên không dám đắc tội. Chị chủ quán Seo Jun bước vào. Sự xuất hiện của chị ấy khiến hắn ta ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Quán của quy tắc của quán, muốn chơi thì cứ chơi, nhưng không được gây chuyện. Chị Seo Jun có chỗ dựa lớn, tên đàn ông bắt đầu rén, chỉ đành ngậm ngùi rời đi, để an ủi cây dụng tiền này. Chị Seo Jun gọi Sao Nam Wok mà Min Sa yêu thầm đến. Cậu ta đẹp trai vô cùng, cũng là một tay chị Seo Jun nâng đỡ. Ngày hôm sau, Ji Eun chính thức gia nhập câu lạc bộ làm việc. Trong lúc này cô mới nhìn thấy mặt tối của quán karaoke, những người mẫu ban ngày xinh đẹp, còn có minh tinh, đến đây thì đều trở thành những cô gái bồi rượu, bồi hát, trong đó còn có không ít đồng nghiệp ở công ty quản lý trước của cô. Min Sa xinh đẹp kiểu ngây thơ rất nhanh đã được một tên nhà giàu để mắt đến. Ông ta dặn dò chị Seo Jun phải chăm sóc kỹ cho Ji Eun. Đối mặt với ông nhà giàu thế này, chị Seo Jun đương nhiên không dám từ chối, nhưng bây giờ bản thân vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Ji Eun. Vậy là cô quyết định lợi dụng bạn trai Wok của Min Sa để phá hoại quan hệ của hai chị em này. Sau khi vui vẻ họ đến nhà Min Sa, Wok không quên lời dặn dò của chị Seo Jun. Hắn ta lén lút cho một viên thuốc ngủ vào rượu, sau đó nhìn Ji Eun uống hết ly rượu, tuy cảm thấy rất áy náy nhưng Wok vẫn lựa chọn tương lai của mình. Không lâu sau Ji Eun liền hôn mê, xem bà chủ này ác đến mức nào, để các cô gái dưới trướng ngoan ngoãn kiếm tiền cho mình. Chị ta sắp xếp một người đàn ông bỏ thuốc cô gái, mục đích là để phá hoại tình chị em của hai cô gái này, đồng thời còn lưu lại những ảnh khiếm nhã, để tiện về sau uy hiếp bọn họ. Một lúc sau Min Sa tỉnh dậy, cô ấy vào phòng ngủ, nhìn cảnh trước mắt cô bỗng giật mình, bạn trai của mình thế mà lại ngủ với bạn thân. Wok lập tức ra vẻ không hiểu gì hết. Min Sa tức giận trút hết trách nhiệm lên đầu Ji Eun. Ji Eun không hiểu gì cả, bị bạn thân đuổi ra khỏi nhà. Lúc này bà chủ Seo Jun kịp thời xuất hiện, sắp xếp Ji Eun ở nơi mình có thể kiểm soát được. Hai chị em từng vô cùng thân mật, lúc này vì một người đàn ông mà trở mặt thành người lạ, nhưng họ không biết tất cả là âm mưu của Seo Jun. Sau chuyện này Min Sa cũng bắt đầu buông thả bản thân, trông cô lúc nào cũng vô cùng buồn bã. Hôm đó người đàn ông thích Min Sa trước đó lại đến, nhưng Seo Jun vẫn từ chối yêu cầu của anh ta. Hắn ta mượn cớ say rượu liền động chân động tay với Min Sa. Bảo vệ bên ngoài nghe thấy định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị chị Seo Jun ngăn lại. Chị ta muốn Min Sa nếm thử chút khổ. Min Sa phản ứng vô cùng gay gắt, cầm lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu người đàn ông. Bảo vệ xông vào đưa hắn ta vào bệnh viện. Min Sa hoàn toàn tuyệt vọng cầm một mảnh thủy tinh lên định cắt tay tự sát. Ji Eun nghe tin chạy đến bệnh viện, nhìn bạn thân bị hành hạ đến thế này, cô ấy vô cùng đau lòng. Để đối phương không kiện Min Sa, Ji Eun chịu toàn bộ chi phí bệnh viện cho tên đàn ông, có lẽ là không chịu được sự dằn vặt của lương tâm. Wok đến bệnh viện nói với hai người sự thật. Sau đó Min Sa và Ji Eun cũng làm hòa. Ji Eun biết được chân tướng vô cùng phẫn nộ đến tìm chị Seo Jun, nhưng cô có thể làm gì đối phương được chứ? Dù sao chị Seo Jun cũng có hợp đồng nợ của cô, người bình thường sao có thể đấu lại với nhân vật có thế lực lớn đằng sau chứ? Nhưng lần này Ji Eun không định thỏa hiệp. Cô ấy báo cáo hành vi trong bóng tối của quán karaoke lên mạng. Câu chuyện giao dịch của các người mẫu nữ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó quán karaoke của chị Seo Jun cũng bị phong tỏa. Ji Eun cũng thoát ra khỏi câu lạc bộ đó,
trở lại cuộc sống vừa tự tin vừa thoải mái.